Không, em sao anh lại biết là cụ thể đi, nó là cô bao nhiêu luôn đi cho nó nhanh. Cô 100 bao nhiêu đây? 188 hay em? 188 đây. Giải đáp luôn cho nhanh. 188 cái gì? À, cái câu này á, cái câu này có bao nhiêu điểm cực trị á? Cái câu này thì đây. Câu này thì có nhiều kiểu giải mà nhỉ. Cái câu này thì mình cứ đạo hàm xuống như thường thôi nhé. Câu này thì theo anh thì mình cứ đạo hàm xuống như thường thôi, thì mình sẽ được là y nó bằng nhiêu đây. Theo anh thì em cứ đạo hàm thôi, không có gì đâu. Nào, đạo đạo hàm xuống xem y phải được bao nhiêu em. Y phải con này là bao nhiêu nào? Trừ 1 phần 2 đúng không? Nhân với f phải này, tác động vào 1 trừ cho x trên 2 đúng không em? Ok không? Đấy, cộng thêm 4. À, được được không em ơi? Ổn không? Ổn không? Đấy. Thế thì con này thì bây giờ bằng tiếp này, trừ 1 phần 2 thì em giữ nguyên nhá. Rồi, f phải tác động vào cái con này đúng không? Đấy thì em đổi biến đi nhá, em đổi biến nó thành cái gì nào? À, bằng mặt vuông ra đúng không? Đấy, ok chưa? 1 trừ cho x trên 2 này. Ok không? Đó, bình này đúng không? Trừ cho 2 lần x. À, trừ cho 2 lần đi. Đấy. Thực ra thì nó có nhiều kiểu giải. Đấy, ok chưa? Đấy. Được không hả Diệu ơi? Ok không Diệu? Ok không? Nhưng mà cái video anh đang trên đấy Cái là video thì anh sẽ chữa theo cái kiểu là anh dùng tương giao. Đấy, làm theo kiểu video cũng được. Thì đây, đây đây là một kiểu nhé. Được chưa? Em làm theo cái kiểu của video cũng được. Thì cái này em có phải em tương đương nhé bây giờ này. Đây nếu mà làm theo kiểu video thì em sẽ không không cần làm cái dòng này nữa đúng không, không cần làm cái dòng này mà em chỉ cần cho luôn cái y phẩy này bằng không này, thì có phải em phải giải lại f phẩy tác động vào 1 trừ cho x trên 2, thì cái này nó bằng này, chuyển cái con 4 này sang bên phải nó thành âm 4 đúng không, âm 4 mà em chia cho âm 1 phần 2 thì nó có phải thành là dương 8 không em? Ừ, đúng không? phải ạ. Thế bây giờ nhá, trước khi mình giải cái con này thì mình phải giải cái con đi song hành với nó đã, được chưa? Thì cái con song hành ở đây nó là con f phẩy đúng không? Thì mình giải này, f phẩy của x này đấy mà bằng 8 thì mình tương đương cho anh này nhá, mình giải con song hành của nó trước thì tương đương là x bình này trừ 2x này bằng 8 đúng không ạ Mỹ ơi? Đúng không? Em hình dung không? Nhưng mà trên video là anh đĩa x bình cộng 2x mà. À, x bình cộng 2x à? Thế chắc anh viết nhầm thôi. Đây là x bình trừ 2x đấy nhá, trừ đấy. Đấy mắt nó toét thôi mà, người già thì nó bị toét mắt đi mà. Nhầm lẫn là chuyện bình thường nha. Người già bị toét mắt. Ừ. Đấy, mồm mồm anh nói một đằng, tay anh ghi một nẻo ấy mà. Thì cái này nó là x bình này trừ 2x này trừ 8 này có phải bằng không không? Đấy. Thì em bấm máy tính của anh nhá, xem nó ra x bằng mấy. Đấy. Ủa anh thì tại vì anh đi làm nhiều nên là giờ sai nhầm lẫn là chuyện bình thường em ạ. Nhá. Ừ. Con này ra nghiệm là 4 với cả âm 2 đúng không? Đúng chưa? Đúng ạ. Thì bây giờ bắt đầu mình đổi biến này. Bây giờ mình viết tiếp vào cái đoạn này thì mình tương đương tiếp này. Thì có phải là mình giải là 1 trừ cho x trên 2 này. Thì cái này bằng 4 đúng không? Đấy. Hoặc là 1 trừ cho x trên 2 này. Thì cái này bằng bao nhiêu âm? Âm 2 đúng không? Đấy. Thế bên trên thì mình giải cụ thể ra x nó bằng mấy, bên dưới là x nó bằng mấy là xong. Đúng không? Đấy. À. Còn bên trên thì là x nó bằng âm 6 nha. Thế còn cái con phía dưới thì là x nó bằng 6 nhé. Được chưa Mỹ ơi? Ok không? Như vậy là Mỹ giải được hai nghiệm đơn đúng không? Đấy. Hai nghiệm nên là kết quả nó sẽ có hai cực trị. Ok chưa nào? Ok không? Đó. Ok. Đấy. Ui anh biết già rồi, tầm này già lắm rồi. Em chỉ thắc mắc một chữ đó. Em hỏi anh, có anh kêu em xem lại.
nhưng mà em xem lại em cũng không hiểu. Cứ cứ theo tuân theo tuân thủ theo đúng đúng đề nhé, được chưa? Cứ tuân thủ theo đúng đúng đề cho anh nhé. Tại vì là anh thì nói chung là mắt nó toét đấy, mà ví dụ như là em mà thấy anh đọc là x bình cộng hay x ấy, là lúc đấy là mắt mắt anh nhìn nhầm đấy mà. Chưa, gọi là hiếu mắt toét được. Ok chưa, ổn áp chưa? Đấy. Dạ rồi ạ. Là giống trong video rồi chứ, đúng chưa? Giống giống chưa? Giống chưa? Giống chưa? Đúng rồi. Ok em. Đấy, thế nhá, nếu mà có cái gì thắc mắc thì cứ bảo anh nhá. Vâng ạ. Ok. Còn câu nào thắc mắc nữa không? Dạ không, có em sẽ nhớ anh. Anh Thế mới đi học, anh mới đi dạy về hả? hả, cái gì cơ? Anh mới đi dạy về hả? Đi dạy hôm nay không, hôm nay không dạy gì cả anh. À ừ, anh vừa mới đi về, vừa đi về thì anh vào anh xem của em. Ôi giời ơi, sống già quá rồi. Đây. Thế nha. Ok ok nha.